xin chào anh em nhá. Hiện tại trên mình, tay mình đây đang cầm đây là nó là một củ chống giật của bình nóng lạnh anh em nhá. Thì trên thị trường hiện nay bán rất là nhiều cái củ chống giật này, thì mình muốn test cho anh em xem cái chức năng cũng như là các công dụng chính xác của cái dây chống giật này anh em nhá. Thì bình thường thì chúng ta có thể là cắm điện vào như thế này, cắm điện trực tiếp vào như thế này, và chúng ta ấn cái nút test như thế này, đèn đỏ anh em chúng ta test như thế này, thì ổ điện của chúng ta sẽ giật, nó sẽ chống sập, và chúng ta sẽ ấn nút set này thì nó sẽ hoạt động lại bình thường anh em nhé. Nhưng mà đây là chỉ là cái nút test gọi là công dụng bình thường thôi, để chúng ta có biết được rằng là khi mà chúng ta hoạt động bình nóng lạnh của chúng ta thì nó có hoạt động được chính xác tối ưu hóa hay không, hay là hoàn toàn lại không giật được anh em nhé. Thì bây giờ thì mọi người sẽ xác định cho mình đâu là dây âm và đâu là dây dương. Chúng ta cắm điện vào như thế này. Thì người thì có rất nhiều video trên mạng thì bảo đây là dây xanh, là dây dương và đây là dây âm. Khi mà chúng ta lại đổi chiều lại, khi mà chúng ta đổi chiều cái phích này ngược lại thì đây nó sẽ là dây dương và đây là nó là dây âm. Thì chúng ta sẽ kết luận là như thế nào? Chúng ta kết luận rằng đây là điện xoay chiều anh em nhé. Nên là không cứ đâu là dây dương, đâu là dây âm, và chúng ta có thể tiến hành, để chúng ta tiến hành chắc hơn thì chúng ta có thể đo. Chúng ta sẽ đo anh em nhé, chúng ta sẽ đo điện như thế này. Không hề thấy điện sáng ở đây anh em nhé, điện này mình sẽ đo lại cho anh em xem trực tiếp này. Đây anh em nhé, đỏ sáng này, anh em nhìn thấy chưa? Đỏ sáng này, đỏ sáng, đây là dây dương anh em nhé. Thì đây nó là dây âm. Thì thực chất thì khi mà chúng ta cắm ngược lại cái phích này thì nó sẽ đổi cực, tức là đây thì nó sẽ là dây dương và đây nó sẽ là dây âm. Thì thực chất như thế thì đây là điện xoay chiều nên chúng ta không quan tâm nhiều đến vấn đề này lắm. Bây giờ chúng ta sẽ làm một bài test nhỏ để chúng ta sẽ biết được rằng đâu là cái chức năng của chiếc củ chống giật này nó có hoạt động được tốt hay không anh em nhé. Chúng ta sẽ test một phương án tiếp theo. Anh em nhé, sau khi mà chúng ta xác định được đâu là điện âm và đâu là điện dương của cái củ chống sạc này, củ chống giật này, thì chúng ta tiến hành làm theo một phương án tiếp theo, đó là chúng ta sẽ đấu trực tiếp cho mình vào một cái máy sấy như thế này. Đấu cho mình trực tiếp một cái máy sấy như thế này. Cái máy sấy này nó sẽ có nhiệm vụ là thay thế cho chúng ta là cái bình nóng lạnh anh em nhé. Bình nóng lạnh vẫn đang hoạt động bình thường. Chúng ta sẽ liên tưởng đây là một cái bình nóng lạnh hoạt động bình thường. Và chúng ta đấu cho mình xác định đâu là dây âm và đâu là dây dương rồi, thì chúng ta bật công tắc lên để chúng ta sẽ biết là cái củ này là có phải là củ tốt hay không. Chúng ta bật nguồn. Bật nguồn lên thì anh em thấy là máy sấy đang hoạt động bình thường nhá. Anh em thấy máy sấy đang kêu này, là bình thường. Và chúng ta dùng cái này, chúng ta dí vào nước để xem máy sấy có ngắt hay không anh em nhé. Đây, máy sấy hoạt động bình thường. Đấy, máy sấy đã ngắt thì chứng tỏ là sao ạ? Chứng tỏ là cái củ chống giật này hoạt động rất là tốt và hàng rất là chuẩn. Đấy anh em nhé, mình sẽ làm lại cho anh em xem lần nữa này. Bật này, bật lên máy sấy hoạt động bình thường anh em nhé. Máy sấy hoạt động bình thường. Máy sấy hoạt động bình thường, coi như là bình nóng lạnh vẫn đang sử dụng bình thường anh em nhé. Và chúng ta tiếp tục cầm cái ổ điện lên và chúng ta dí vào nước để chúng ta biết được rằng là chiếc củ điện của chúng ta có hoạt động hay không anh em nhé. Mình sẽ quay cho anh em này. Rồi, dí vào cho anh em xem này. Dí nước cho anh em xem này. Đây, dí nước anh em xem này. Đấy, lập tức dơ le nó tự ngắt ngay lập tức. Thì chứng tỏ là đây là một củ chống giật rất là tốt, hàng này rất là bảo đảm, uy tín, rất là đáng tin cậy khi mà chúng ta sử dụng cái dòng hàng là sản phẩm này. Một lần nữa thì cảm ơn anh em đã xem video này của mình nhé.